Mua xe anh ơi. Xe? Xe anh bây giờ nhiều lắm không mua đâu. Đây đây đây. Nhiều xe lắm. Em trông ít thế này làm gì mà nhiều. Bán rẻ cho anh ơi. Bán rẻ? Bán rẻ. Con này là xe gì bán bao nhiêu? Bán rẻ. Con này con CDX kia mà. Mercedes CDX gì đây? Mercedes CDX. Bao nhiêu? Con này 2.10. 2.10. Bán bao tiền? Bao tiền mà bán rẻ? Ý, con này hơn 200 tí. Hơn 200 tí. Thế rồi gì? Bán rẻ đấy, xem xe đi, xem được không thì vào bên nào. Xe cộ bây giờ rẻ lắm, cũng nhiều lắm rồi. Nhưng mà không muốn mua đâu, nhưng mà chú thiện chí đánh đến thì thôi. Để anh xem xe nào. Thì anh cứ xem đi, trả lại bao nhiêu? Điều hòa ô tu rồi, mà định giải trí này. Đây là start top này. Có cả cam hành trình được cả. Có cam hành trình đấy, mới độ đấy. Chú ở chiếc xe này chú đi cũng chịu khó đồ đạc đồ đạc em độ hết tao mà để đi gia đình ấy, nhưng mà giờ rửa sổ lóc này đang cần tiền để bán ấy. Rồi thất ghế ra nguyên bản cũng được đấy, cũng chất đấy. Con này em là mua từ mới đấy anh ạ. Chú mua từ mới á? Mua từ mới. Cửa hơi khô dầu ấy ạ. Cửa của chú hơi bị khô dầu. Khô dầu á? Ừ, tí trừ tiền nhá. Anh cứ xem đi, xem trả được bao nhiêu. Rồi. Tiền nong thì lốp nó còn đi. Đây. Logo Magic Mơ rồi. Này đấy nhỉ. Magic. Này 2.10 ạ. 2.10 à? Ừ. Con này động cơ mấy chấm nhỉ? Con này 1.6. À. Cáo đi. Đi này. Thì không có xăng đâu. Đầy đủ rồi. Cả nipo này. Chúng ta cũng cứng đấy. Thôi hơn 200 triệu tí này. Thế thôi bán rẻ đấy, hơn 200 triệu rồi. Em anh giá là bao nhiêu? Hơn 200 triệu gì? Thế thôi. Thì anh cũng thấy giá cả hợp lý thì xem thôi chứ. Ừ thì đấy, xem đi, xe là xe đẹp đấy. Nhưng mà bán rẻ thì xem đi chứ bán đắt thì không xem được. Xe bên anh vẫn còn đầy. Cái bữa mang kia đâu có ông giá 250 đấy nhưng mà chưa. Bỏ ông đi bỏ là xem xe nhưng mà ông nhìn về sau ông trả rẻ quá. Thế à? Ừ. Cái này là sấy rửa ghế đúng không? Cái này có cái rửa ghế đồng hoàng đấy. Này cũng nhiều chế độ lái auto đấy, cũng được đấy. Cửa sổ lóc đầy đủ à? Cửa sổ lóc đầy đủ. Thế thôi, hơn 200 tí. Hơn 200? Hơn 200. Thế giấy tờ xe nào? Đây giấy tờ để trong xe đây. Có được 200 không? Thì con này xe đẹp, anh trả chú hơn 200, được chưa? Ê, à từ từ, chạy thử đó. Chạy thử à? Ừ, lên xe chạy thử đó. Chạy thử đi, chạy thử.